Hello, ba đang. Úi dồi ôi, trông ông là muốn solo 1v1 như hai thằng đàn ông với tôi đúng không? Ok, tôi chơi ông luôn này. Ôi, tôi chấp ông hai phát chém trượt nha. Rồi, quay lại đánh nhau như hai thằng đàn ông đi. Tôi biết ông còn skill mà. Ơi! Thằng chó, mày lừa bố mày. Thằng chó lừa tôi cậu ơi. Thằng ba đang nó lừa tôi cậu ạ. Cái lũ mé đó. Khó thật sự, tôi tưởng nó thích đánh nhau như hai thằng đàn ông. Mé! 10 seconds later. Đây rồi, thằng cửa hó. À, ba cái thằng khốn nạn nó vẫn ở đây anh em ạ. Thằng 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 Dairo, thằng thằng Sicilian với cả thằng Ba Đang. Đây rồi, đầu tiên là thằng Dairo. Thích đi ganh à? Ok, thằng này ganh thì đúng anh em ạ, nhưng mà vẫn phải cho nó lên bảng điểm số. Sau đó là cái thằng Sicilian ở đường giữa này, đã ở đường giữa lại thích à, với tốc biến à? Tốc biến à? Combo làm choáng tốc biến rồi. Bây giờ đến cái thằng nhân vật chính, chó lừa bố. Bây giờ thích solo 1v1 đúng không? Nhưng bố không thích solo 1v1. Em Angela trói chân nó lại cho anh đánh hấp diêm nó nào. Trói nó lại để anh penhouse với nó. Cửa hó này. This land is our homeland and it will soon be our burial ground. Yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Và nếu như mà anh em không biết ý, thì ở mùa giải thứ 28 này, trên cái mức rank thần thoại, chiến tướng cũng như là vinh quang thần thoại, thì Lapu Lapu đang là đấu sĩ solo đường mạnh nhất. Cho dù phải đi đối đầu với bất kỳ vị tướng nào thì Lapu Lapu vẫn là một trong những cái vị tướng có khả năng đi đường kinh nghiệm cực mạnh anh em ạ. Và theo quan điểm cá nhân của Mỡ, đây là cái vị tướng đấu sĩ đi đường mạnh nhất rồi. Và ở trong trận đấu này, Ba Đang cũng là một cái vị tướng đi đầu. Nếu như mà nói về cái khả năng solo 1v1 mà không có ai giúp ý, thì Ba Đang anh ta cũng chẳng ngán ai cả. Với những cái khả năng dựng tường, đấm choáng đồ các kiểu. Lapu Lapu, anh em nhìn vào bộ kỹ năng anh em sẽ nghĩ là dưới keo đúng không? Chính xác là như vậy anh em ạ. Nhưng mà cái con Lapu Lapu này nó chỉ dưới keo khi mà nó chưa đạt đến cái level 4 thôi. Bởi vì anh em nên biết rằng cái con Lapu này khi mà nó có được cái level 4 và có được cái chiêu cuối ý, thì cái sức mạnh của nó đột biến một cách kinh khủng khiếp. Đấy, nhưng đó là cái câu chuyện mà Mỡ có được cái level 4. Còn bây giờ Mỡ mới chỉ có được cái level 1, level 2 thôi. Thì Mỡ sẽ chia sẻ một cái tip để mà anh em đi đối đầu với những cái vị tướng đấu sĩ gây sát thương vật lý khó chịu như Ba Đang. Với Lapu Lapu, đó là cái giai đoạn đầu game anh em đừng có cố quá lên những cái món đồ đam vội, mà anh em sẽ phải lên những cái món đồ thủ. Đầu tiên là cái tấm chân thép, sau đó anh em sẽ lên cái giày dũng sĩ cho Mỡ, lên những cái món đồ thủ để mà có thể counter đi được những cái phát đấm đến từ Ba Đang. Chúng ta sẽ cần phải sinh tồn cho đến khi mà chúng ta có được cái level 4. Và khi có được cái level 4 thì ui dồi ôi, cái lượng sát thương của anh em nó sẽ bù đắp đến từ cái bộ skill, đến từ cái chiêu cuối, hơn là cái lượng sát thương đến từ set đồ. Và trong cái video clip này, Mỡ sẽ mang đến cho anh em một cái set đồ của những người chơi rank chiến tướng cũng như là vinh quang thần thoại chơi cái vị tướng Ba Đang ở một giải thứ 28. Anh em có thể nhìn thấy Lapu Lapu anh ta lên đồ đam rất ít, chỉ có cái diều huyết cuồng và cái lưỡi liềm thợ săn thôi. Còn lại anh ta lên rất nhiều món đồ thủ bởi vì Ba Đang nó đã có quá nhiều đam rồi. Một tình huống Mỡ nhảy cái chiêu cuối vào bổ làm choáng được đó là cái vị tướng Atlas ở trong bụi, anh ta còn rất thâm máu, kết liễu đi được Atlas trước, sau đó đánh cùng với đồng đội của team Mỡ hạ gục đi được đó là cái vị tướng Dairo. Team bạn mất hai người, Ba Đang anh ta đang ra đây nhưng mà anh ta đang gọi là 1-3 và bây giờ là 1-4, anh ta lên bảng điểm số và team Mỡ có được 4 mã gục ở giai đoạn đầu game. Ok, đấy, cái con Ba Đang này thì cái ưu điểm của nó có rất nhiều anh em ạ. Khả năng dọn lính đi đường tốt, đấy, khả năng vào giao tranh ổn, khả năng bắt những cái mục tiêu ở giá 5-6 tuyệt vời. Và quan trọng nhất là chiêu cuối của Ba Đang nó không những mang đến cho cái vị tướng này nguồn sát thương khổng lồ, mà nó còn mang đến cho cái con Ba Đang này rất nhiều hiệu ứng khống chế, kèm theo đó là cái khả năng chống chịu, và dĩ nhiên rồi là cái khả năng tung hoành ở trong giao tranh đến từ cái chiêu cuối dạng đại kiếm, tức là nhập hai cái song đao, nhập hai cái song kiếm vào là một để tạo thành cái chiêu cuối dạng đại kiếm như anh em. Rồi ở đường giữa, Mỡ thấy không có người nào đi đường giữa. Thật ra là team của Mỡ trận đấu này là có Angela với cả Gaza, hai cái vị tướng này nó chơi theo thiên hướng hỗ trợ thôi. Cho nên nếu như mà để game này về late thì hơi ghê, bởi vì team bạn có Sicilian.
ở đây là ba đang rồi. Ok, ông này thích ra solo 1v1 với tôi nhai thằng đàn ông đúng không? Nãy giờ anh em mình chưa có va chạm nhau, né được cái dựng từ đến từ ba đang rồi, chấp hai thức đến từ chiều cuối dạng đại kiếm anh em nhá, và bổ làm choáng đứng lại đánh nhau hết vỡ cả gà thế. Ấy ôi rồi ôi, nó lừa tôi các ông ơi, cái lừa mé, hóa ra là nó không thích solo 1v1 theo kiểu gọi là quân tử anh em ạ, nó thích gọi hội. Lừa mé, nó gọi hội, nó hấp diêm mỡ rồi anh em ạ. Mỡ đã phải lên bảng điểm số, sau đó mỡ sẽ chạy ra đường ở đây. Ba cái thằng này nó vẫn đứng ở đường dưới để bắt đạt Melissa và Angela anh em ạ. Thế thì để mỡ, nãy là 3-1 đúng không, bây giờ thì 3-3 thì là hòa đúng không. Lên bảng điểm số là Dairot, thằng này đi đâu, tốc biến à, cũng khéo đấy. Nhưng chạy kiểu gì mỡ vẫn còn ulti, à đâu mỡ vẫn còn cái làm choáng tốc biến. Kết liệu đi được đó là gì gì liền. Và sau đó là đây, bây giờ tôi không thích solo 1v1 nữa đây, tôi thích gọi hội đây, tôi cố con đang sẽ là trò chân đây. Lên bảng điểm số đi nhóc, dám gọi hội, dơ anh em ạ. Đấy, thì cái con Lapu Lapu này thì nếu như mà anh em nào mà chưa biết chơi hoặc mới lần đầu đến với kênh của Vỡ và xem cái gameplay về cái vị tướng Lapu Lapu này, thì mỡ đã để cho anh em bảng ngọc rồi đúng không anh em. Bảng ngọc là bảng ngọc đấu sĩ, điểm tài năng cùng huyết chiến tướng, anh em tua về đầu video clip anh em sẽ thấy. Sẽ lên đồ sẽ lên đồ như thế này nhá. Đôi giày thì anh em tùy từng trường hợp, nếu như team bạn có sát thương phép nhiều thì anh em lên cái đôi giày giảm nhiều khống chế. Còn nếu như mà anh em lên, nếu mà anh em thấy team bạn nhiều sát thương vật lý thì anh em có thể lên cái đôi giày dũng sĩ, được chưa? Đó, và cái cách combo của con Badan cũng là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất, thì anh em hoàn toàn có thể combo theo kiểu dùng hết hai cái chiêu dạng song kiếm, tức là dạng thường đi, sau đó chúng ta bắt đầu mới dùng cái chiêu cuối dạng đại kiếm. Cái combo của Badan thì về cơ bản nó sẽ, nếu như mà anh em phải tiếp cận một cái mục tiêu đến từ xa nhá, sẽ là 2-3-1-3-2. Đấy, 2-3-1-3-2, anh em nhớ chưa? 2-3-1-3-2. Đấy, 2 này, 3 này, 1-3-2. Còn nếu như trong tình huống bình thường thì anh em cứ căn sao cho cái khoảng cách của cái chiêu cuối là bổ và trúng, đó là cái mục tiêu ấy. Rồi sau đó anh em bắt đầu mới bổ cái chiêu cuối này liên tục. Đấy, ok. Đỉnh mỡ nhớ lại cái combo xem nó có đúng không nhỉ? 2-3-1-3-2 đúng rồi, chính xác là như vậy, chính xác là như vậy anh em ạ. Trong nhiều tình huống thì khi mà anh em lao vào chiêu cuối với cái ultimate của cái con Lapu Lapu này này, thì có thể anh em sẽ không có đủ thời gian để dùng chiêu một làm choáng, thì anh em có thể dùng luôn cái ba phát chém dạng đại kiếm nếu như mà anh em cảm giác đủ đam. Đấy, thì nó sẽ tùy vào cái cách chơi của cái con Lapu Lapu này mà thôi anh em ạ. Rồi ở đường dưới, đấy bây giờ cái thằng ba đang kia, bây giờ chú hiểu cảm giác của cái việc bị ba thằng quay chưa? Bây giờ thích làm gì? Thích đấm ai? Thích dựng tường à? Xong làm gì nữa? Ui, đấm ghê đấy, đấm xong sao? Đấm xong sao? Tôi hỏi ông đấm xong sao? Ông đấm tôi vào tường xong sao? Tôi lên nhiều đồ thủ lắm rồi đấy. Ừ, từ từ bình tĩnh, cứ ở dưới này đi. Xong làm sao? À, phải dựng tường này, dựng tường này, dựng tường này. Cứng đấy, từ từ bạn. Từ từ bạn không về thì bạn cứ đứng ở đấy. Còn Angela đứng đây là, à quên mất là bạn Angela đứng đây là hay rồi. Mỡ có rất nhiều hồi máu đến từ cái bảng ngọc kèm theo đó là sắp tới lên cho mình, đó là cái gì huyết cuồng rồi. À, và đã có rồi cho nên là anh cũng sợ, ôi đấm gì đấy. Ông ơi, ông đấm tôi cái gì? Ông đấm tôi cái gì? Đấm chán chưa? Khổ chưa? Đấy, gặp phải cái con Lapu Lapu này nó vải cho vỡ mồm. Quay lại này anh em này, làm choáng này. Rồi, ba này. Ừ, thằng kia tốc biến đi đâu? Tốc biến vào bụi hả? Nhưng mà ơi tôi không khả, ơi thằng này bây giờ nó mới ulti à, tôi tưởng nó ulti từ nãy rồi. Thôi không sao anh em ạ, dù gì đi chăng nữa thì mình cũng đã kết liễu đi được Mia rồi, hơi tiếc vì không hạ gục đi được đó là cái con Sicilian thôi. Nhưng đó là cái câu chuyện về late game. Còn bây giờ mợ đang thấy anh em nhìn này, đây sức mạnh của ba đang anh em nhìn này, có sợ bù con thằng nào đâu. Đây là Dairot đúng không? Dairot solo 1v1 không gắn được mỡ anh em ạ. Tiếp đến ba đang dựng tường đấm cũng kinh đấy, đấm choáng nhiều đấy, thêm cả đó là cái vị tướng Atlas đã tìm mỡ đâu rồi nhỉ? Không có nhập hồn đến từ Angela. À ôi, Angela lên bảng điểm số rồi. Nhập hồn từ trước có phải vui rồi không? Khó quá. Cái con ba đang với cả con Atlas nó cứ đứng cạnh mỡ, một thằng thì đóng băng, một thằng thì đẩy vào tường. Nó không có đam nhiều nhưng mà mỡ vẫn phải lên bảng điểm số bởi vì quá nhiều hiệu ứng khống chế đấy từ vị trí của team bạn. Ok, mỡ đã hồi sinh dậy rồi và quay trở lại cái đường dưới, nhưng mà vô tình gặp phải Dairot ở đường giữa. Anh ta đang dồn sát thương vào khỉ, khỉ đang có nhập đến từ Angela và khỉ đang 1v1, nhưng khỉ đang gặp khó trong team này, khỉ vẫn kết liệu đi được đó là Dairot. Và bây giờ mỡ sẽ nhảy ra anh em này, bổ ba đang bay bầu, tiếp đến làm choáng được CC liền, nhưng sau đó quay người trở lại dồn sát thương hồi mã thương, và đó là cái vị tướng Mia lên bảng điểm số. Sau đó bây giờ tốc biến sang dồn sát thương, và đó là Sicilian và trả thù ngọt ngào. Sicilian bay màu double kill dành cho đó là cái vị tướng Kaza và team bạn lên bảng điểm số 4 thành viên. Rồi, với cái việc gọi là team bạn bay màu và có được cái KDA nó thọt đậm sâu đến là như thế này, thì thôi tầm này team bạn còn chơi bời gì nữa.
cái con Lapu Lapu này về giai đoạn late game nó lao vào nó bổ cho chắc cái team bạn rái ra máu anh em ạ. À, quên mất team bạn ái ra máu luôn. Rồi. À, nhưng mà có lẽ là nãy giờ anh em đang thấy được cái khả năng tung hoành ngang dọc và cái lượng sát thương của Lapu Lapu thôi đúng không? Chắc là anh em vẫn chưa có nhìn thấy được đó là cái khả năng tanker cũng như là khả năng chống chịu của Lapu Lapu với cái set lên đồ như thế này. Thì mỡ sẽ cố gắng gọi là tìm kiếm một cái tình huống đầy để tôi gọi là demo cho anh em xem luôn. Có đứa bắt vào vị trí của đó là cái vị tướng Kaza, mỡ nhảy thẳng vào. Ui dồi ôi, có cả nhập một đến từ vị trí của Angela như thế này thì thôi. Tôi cân 1 này, tôi cân 2, tôi cân 3 này, lúc nãy là cân 4 đúng không? Thêm thằng nữa ở đây, ui, thêm cả cân vào ba đang là cân 4 luôn anh em ạ. Đánh mãi không mất bầu, quá trâu bồ đến từ vị trí của Lapu Lapu. Và team bạn cứ thế là đổ như ngả dạ, team bạn mất một mình Kaza mà thôi. Và team bạn mất tới 4 thành viên ở trong cái tình huống này. Sức mạnh của Lapu Lapu đây anh em ạ. Lên không cần quá nhiều những cái món đồ mà tăng cái khả năng sát thương, nhưng đam vẫn có và khả năng chống chịu của Lapu Lapu với hai cái món đồ thủ là băng thạch kèm theo đó là cái áo tròn tiên tri, nó rất là tuyệt vời. Cái món đồ cuối cùng của cái con Lapu Lapu này này, nó sẽ tùy vào tình huống anh em nhé. Anh em có thể lên cái đôi cánh nữ hoàng để mà lấy thêm cái lượng máu rất lớn, 1000 máu, lấy thêm giảm đam và lấy thêm khả năng hồi, lấy thêm khả năng hút hút HP bằng kỹ năng. Đấy, hoặc là anh em có thể lên cái giáp gai nếu như mà con Mia nó bắn đau quá, hoặc anh em có thể lên được cái chiến giáp thượng cổ, hoặc là anh em có thể lên cái giáp bất tử. Nó là một cái món trang bị tùy tình huống về giai đoạn lên game. Nói chung là anh em thấy anh em cần cái gì thì anh em lên cái đấy. Nhưng 1, 2, 3, 4, những cái món trang bị đầu tiên nó là những cái coi tầm của cái con Lapu Lapu này rồi. Ở đường dưới thì ba đang kết liễu đi được Melissa, vì trước đó Melissa đã hạ gục đi được Dairo rồi anh em ạ. Đợt lính đang được đẩy vào đến từ ba đường, Lord vẫn đang ở đường trên mang theo đợt lính được cường hóa, vẫn đang rất là từ tốn đi vào trong nhà của team bạn. Game đấu này team bạn đang cố gắng chật vật trong khả năng thủ nhà, nhưng ở đường trên mỡ đang chờ cái con Alad nó gấp là mỡ chơi luôn, YOLO luôn anh em này. Alad có mặt ở đây, Lord đang đánh nhà chính và Aquamus, Lord đang đánh trụ và trụ sẽ nổ thì mỡ sẽ vào đây rồi. Nhiệm vụ của Lapula vào giàn đằng sau anh em nha. Đấy, ở đây là Mia không được chơi, cô ta chỉ có 80 vàng mà thôi. Mỡ đang cân giữa ai thành viên bên phía của team bạn, võ không làm gì được tốt mỡ cả. Mỡ đang tràn vào và khỉ đang gõ. Ở đây là có Dairot nhảy ra, nhưng mà Dairot bị dọ mọp đế từ Kaza và lên bảng điểm số team bạn bay màu. Hai người là lạ, Dairot với cả đó là Mia, ba đang nhảy ra dựng tường nhưng không ăn thua. Và mỡ sẽ gọi là tìm cách là kích động giao tranh anh em này, rồi nhảy vào này. Ui nhưng mà trụ bắn mỡ anh em ạ, nhưng mà không sao, bây giờ mỡ sẽ làm choáng. Bổ kết liễu đi được ba đàng. Mỡ phải lên bảng điểm số nhưng team bạn đã không còn gì để có thể thủ nhà được nữa rồi và kết thúc trận đấu tại đây. Trên đây là toàn bộ video clip về gameplay đấu sĩ đi đường kinh nghiệm mạnh nhất ở meta mùa thứ 28 rank cao. Anh em nào mà thấy hứng thú với con Lapu Lapu này thì vào game và chơi thử. Đừng quên để lại cho mỡ một like và đăng ký kênh anh em nha. Peace.